nuôi rái cá là phải có chó cá đi theo vậy đó. Đó, để chó cá đi tìm rái cá, dẫn rái cá về nhà với tiên cá. Ok. Cậu cả đi đâu vậy cậu cả? Sao cậu cả không vô rừng sống đi? Khu rừng này xa lắm đó nha, cách nhà mình mấy cây số luôn á. Chục cây á. Con cậu cả mà con đi lạc thôi, không tìm nổi đâu. Thôi là có Honey đâu rồi? Honey lại đây tôi biểu coi. Đói bụng rồi hả? Chưa hả? 2-3 tiếng nó mới về nhà con ơi. Đợi nước lên rồi mới về. Cậu cả làm sao? Khẩu trang của tôi đó. Làm rách đi hồi tôi khỏi đeo. Đói bụng không? Dạ đi cái này mình phải phóng sanh trực tiếp như vậy chứ không thôi người ta để hồi nó chết hết rồi. Dạ. Hơi bị cực nhưng mà sẽ thành công, cơ hội rất là cao. Hy vọng được ủng hộ nhiều, sau này em làm chuyên nghiệp hơn, hiện tại thì chưa làm được như vậy. Tịnh tài ít thì mình giải cứu kiểu ít, nhiều thì mình làm kiểu nhiều đó, ít thì mình làm những cái con nhỏ nhỏ, nhiều thì mình làm những con to to dần lên, đúng không Tiên Tiên? Đi phóng sanh ngao con cực quá hả con? Cực gì đâu, ngụy trang đi, ngụy trang đi con, đeo sình đất lên trên người đi con, dưỡng da đi con. Ơi mê tê-un quá mà sao bỏ tê-un được, có không tê-tê? Nhưng mà khu rừng này xa lắm, con mà lạc tê-un rồi là con trở về cuộc sống rừng xanh tiếp tục. Ôi hôm nay ăn cây đước luôn hả con? Đói bụng tới mức độ đó hả con? Nó ăn tới cây đước luôn quý vị ơi. Trời tụi em khổ quá à. Làm YouTube mà chưa ai ủng hộ hết, tháng có 10 đô, 20 đô à, sao sống nổi đi. Thua rồi, Ti Ti ơi, chắc bỏ nghề phóng sanh quá. Về Sài Gòn kiếm việc khác làm. Để cho rừng bị tan nát luôn đi ha con ha. Cho người ta tàn phá rừng luôn ha. Cho người ta ăn hết động vật trong tự nhiên luôn ha. Con chịu không? Giờ tôi chia tay Ti Ti luôn nha. Không chịu đâu hả? Sao không chịu khôn quá vậy? Trời ơi đó. Đây giờ nó kêu là về nhà đi. Nó hói về nhà rồi. Thằng này thì hói về nhà. Thằng này thì hói ăn. Còn mấy ông kia thì đang hói tiền. Còn Tiêu ngồi đây chỉ biết cười thôi. Cuộc sống Tiêu bây giờ là thật sự là chỉ biết cười thôi chứ không biết làm gì luôn rồi.